Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Khởi My hạnh phúc được fan tổ chức sinh nhật muộn. Hơn 500 fan từ nhiều tỉnh thành trong nước đã tụ họp về Sài Gòn để tổ chức sinh nhật cho Khởi My, khiến cô xúc động và hạnh phúc. Chiều qua, tại phòng trà Tiếng Xưa, buổi upline sinh nhật Khởi My diễn ra ấm cúng và sôi động với sự góp mặt của các nhân vật khách mời như Kevin Khánh, Thanh Duy Idol, Cô Giáo Khánh. Mặc dù ngày sinh nhật của Khởi My đã trôi qua gần một tuần, nhưng vì công việc đi diễn khá bận rộn nên các fan chưa có dịp tổ chức sinh nhật cho thần tượng của mình. Và chiều qua 10 tháng 1, họ đã tổ chức làm được điều này. Trong căn phòng nhỏ của phòng trà Tiếng Xưa, hơn 500 khán giả ngồi chật kín và tiếng hô vang tên thần tượng của mình càng khiến căn phòng như muốn nổ tung. Khởi My hạnh phúc được các fan lên sân khấu nhảy trên nền nhạc bài hát của mình. Sau đó là sự xuất hiện của Cô Giáo Khánh. Kelvin Huy Khánh và Cô Giáo Khánh liên tục bị Khởi My và các fan hành hạ, buộc hai anh chàng dễ thương này phải nhảy vũ điệu dễ thương theo động tác của Khởi My. Khởi My và người dẫn chương trình trong buổi offline này là Hoàng Gấp Bơ, anh chàng Minh Huy cũng xuất hiện bảnh bao chúc mừng sinh nhật Khởi My. Khởi My cười hạnh phúc với những trò vui của mọi người dành cho mình, và các khách mời cùng fan kết hợp chơi trò chơi ăn bánh. Thanh Duy Idol xuất hiện làm khán phòng đã nóng lại còn nóng hơn. Anh quậy tưng bừng áp đảo Khởi My, anh còn hớm hỉnh kể xấu má năm mẹ Khởi My và bảo cô là bánh bèo vô dụng, khiến cho mọi người sốt rưng rưng. Bánh sinh nhật xuất hiện và kèm chú voi màu hồng đáng yêu dành cho nữ ca sĩ. Vì Khởi My có biệt danh là voi nên các fan đã sáng tạo ra một món quà vô cùng dễ thương để dành tặng cho thần tượng của mình. Khởi My cười tươi trước giây phút thổi nến. Sau khi thổi nến, cô nàng tinh nghịch với chiếc bánh kem của mình và ôm món quà vô giá mà mọi người đã kỳ công chuẩn bị. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.